Chào mừng các bạn đến với kênh Nomad Vlog. Thì nói chung là cũng đã lâu lắm rồi mình không có làm cái mình tạm ngưng cái công việc làm cái video đăng lên cho bạn xem. Thì nhân tiện hôm nay mình có ra cái dự án mà mình đang quản lý á, là dự án Fullway. Thì nó nằm ở vị trí là thành phố Long Khánh của tỉnh Đồng Nai. Mình nhân tiện ra đây thì mình cũng có quay lại vài cái thước phim về công tác thi công cũng như tổng quan dự án để mà làm cái phim này đăng lên cho các bạn xem. Thì mời các bạn theo dõi và cùng theo chân mình nhé. Đây là cái dự án bên phải là cái dự án mình đang quản lý này các bạn. Hiện tại thì cái dự án này đang làm cái sàn tầng 2 ở phía trên, còn ở dưới thì đang làm nền. Đây là mình sẽ chạy vào cái cổng đi vào dự án. Đây là cái cổng vào dự án nha các bạn. Đây, ngay chỗ cái vị trí mà cột đây nhiều đây nè, là cái vị trí này là xưởng xưởng 6. Còn cái lắp đặt tháp sàn mà nó có 4 cầu tháp ở phía trên đó là cái đó xưởng 12. Tại vị trí này thì hiện tại thì cũng mới đang làm nền thôi. Cột thì cũng đổ xong hết rồi. Từ đầu cái dự án mà ra tới sau dự án là nó khoảng 500m các bạn. Từ ngoài đường chạy vào khoảng 500m. Cho nên là đi bộ thì nói chung cũng tương đối mỏi chân, cho nên mình đi bằng xe. Cột này thấy gì cũng tương đối to lắm. Mình sẽ chạy ra phía sau cái của cái xưởng 12 nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì tại cái ở trước thì nó chỉ có cột không, cũng đâu có gì đâu mà quay. Cho nên mình sẽ quay lên những cái vị trí làm sàn ở trên cho các bạn xem. Thì mình sẽ chạy xung quanh dự án. Tại cái bên hông của dự án nó có một cái con đường ở đây mà mình chạy xe được. Chứ còn bên phía bên trái của dự án thì nói chung là công nhân cũng đang làm việc, nói chung là không có cái đường để mình chạy qua, cho nên mình phải chạy đường vòng. Nó từ từ vị trí này nè các bạn, mà ra tới ngoài ngoài cái đường hồi nãy mà mình vừa ngay cổng mình chạy vô á, nó là cách đó là khoảng 500m ra tới đây. Thì bên hai bên đường thì cũng có chắc cái dàn giáo để thi công lắp cho cái dự án đó các bạn. Đây bên phải này là một cái đống thép đây, và đây cũng có thợ đang gia công thép. Đây là bãi thép để mà thi công dự án. Còn bên trái này là anh em đang lắp đặt cái dàn giáo để thi công cho cái dân B nha các bạn. Và đây mình sẽ chạy lại cái vị trí xe, mình đẩy xe đây để có gì mình lên sàn rồi mình quay cho các bạn xem. Chào mọi người. Thì hôm nay là cái dự án của mình, cái này là bên cái dọc C, dự án nhà xưởng Fullway ở thành phố Long Khánh. Thì anh em chúng tôi đã làm và hoàn thiện xong một zone của cái sàn. Thì sơ lược lại các bạn cho bạn biết là cái sàn này là cái bề ngang này của dự án là nó tầm 70 mấy mét á. Còn chiều dài mà từ ở dưới ở đằng sau công trình mà ra tới ngoài đường kia là nó tầm 500m. Đó là cái sàn này là nó khoảng 30 mấy ngàn mét vuông á, tương đương đến 3 mẫu mấy. Hiện tại cũng làm cũng đã xong rồi. Thì dự kiến là ngày mai ngày 28 là dự án sẽ đổ bê tông của cái sàn dưới đây. Đây là sân này, có anh em thì cũng dọn dẹp và chỉnh sửa lại một số cái còn sai sót trong quá trình thi công. Đây là dân VC. Còn do đây là do D nè mọi người.
đây là dụng đề. Dụng đề này hiện tại là đang tại các xe gồ đi cấp pha. Còn bên đây thì đang lắp đặt hết thịt dầm. Để mình qua mình quay một cái lắp đặt thiết bị cho mọi người xem. Đây là dân dân đây. Còn cái dân ở dưới kia là một cái xưởng khác. Xưởng này là xưởng xấu. Đang thi công của cái nền đường dưới này. Đây còn các cái ống mà trắng trắng này các bạn, là cái ống này là của cáp dưỡng lực nha. Cáp dưỡng lực sử dụng cho sàn, tăng khả năng chịu tải cho sàn. Và đây nó có các cái ống vòi nè các bạn. Cái ống vòi này là sau khi mà lắp đặt xong, đổ bê tông xong á, tiến hành bơm vữa không có ngót vào cái ống này. Tác dụng của cái ống trắng này là tạo ra một cái lỗ rỗng trong cái ống này, thì nó có cái sợi cáp này. Thì sau khi mà đổ bê tông xong rồi là sau này mới bơm vữa vô để bảo vệ cái sợi cáp trong đó. Mình quay một số cái vị trí cho các bạn xem. Đây, cái đầu này gọi là đầu chết nha các bạn. Đầu chết của cáp. Vì sao gọi là đầu chết? Đầu chết này là tại cái đầu này nó được chôn trong bê tông. Đây. Còn cái đầu sống nữa thì chút xíu đây, chắc mình phải quay lại cho các bạn xem. Còn thép thì thật ra là anh em làm bên xây dựng thì chắc cũng biết được là cái thép đi như thế nào rồi. Chỉ có mình nói chuyện về cái phần cáp này. Đây, cái đầu này thì cũng là cái đầu sống. Đầu sống để sau này kéo căng tại đầu này. Đầu này gia cường sắt sát ở đây là nó an tâm nè. Đầu sắt ra tới đây nè. Thì chú gia cường cái thanh sắt này ra tới ngoài này giùm con luôn. Tại hồi hôm qua có những cái đầu mà con kiểm tra nó thấy nằm trong đây nè. Khi mình kéo lên nó kéo lớn lắm, lực kéo rất là lớn. Nó vỡ luôn cái đầu đó. Dạ. Vậy dạ chú. Nó nằm cái này. Đưa đấy cũng được. Nói chung là để càng ra ngoài càng tốt. Nhưng mà chừa cái đầu này ra, nói chung là tới cái thanh cuối cùng là nó nằm ở ngay cái miếng sắt rồi. Dạ. Chứ không kéo nó vỡ lực lớn lắm á. Rồi kiểm tra lại mấy cái đầu kia cho con luôn nha chú. Đây nguyên cái sàn này thì cái đầu này tương đối nhiều. Cả nguyên dự án là nó đâu khoảng 600 đồng rồi. Thép mình còn thiếu đó ha. Thép mình bô còn thiếu vài cây hả? Tưởng đâu xong hôm qua luôn rồi chứ. Rồi hồi sáng này bên kia kiểm tra lại chưa? Hả? Chút nữa kiểm tra hả? Kì kiểm tra luôn hả? Bây giờ thì thấy Kiệt cũng báo là bên này thì báo sáng mai kiểm tra.
mình mới gọi đó, mới gọi thôi sáng mai chúng ta. À biết rồi thì chắc thì anh làm chưa xong nó nói gì, cái làm sớm sớm rồi đổ bê tông sớm, mai đổ bê tông rồi. Đây còn cái John mà làm bên đăng cái dàn giáo này các bạn, mới lắp cái dàn giáo à, là John này là John B. Thì tất cả các John các bạn thấy vậy á, nhầm khi là mình nhìn vậy mình thấy nó nhỏ nhỏ ấy, thấy thật ra là John nào cũng bằng nhau. Cái John B này thì nó cũng bằng cái John này luôn. Và cái John A mà anh em nó đang lắp đặt cáp đồ bên kia với sắt thép đồ bên kia là nó cũng bằng cái John này luôn. Nói chung là nó cũng tương đối bằng nhau á. Đây, những các ống mà nó lú lên sàn này là cái vòi bông gửi nha các bạn. À, để mình qua bên cái giờ mình qua cái zone A mình quay lại cho các bạn xem. Rồi mời các bạn có thể đi theo mình. Đây là mấy anh em đang sắp xếp, đang nói chung đang dọn dẹp lại cho nó gọn. Xin chào mọi người. Hiện tại mình đang leo cầu thang lên đây, đang leo cầu thang lên trên sàn của John A. Sàn này thấp lớp 1 đã đi xong rồi. Lớp 1 đi xong rồi. Bây giờ là anh em đang rải cáp. Rồi cáp sàn. Thì cái nguyên tắc mà đi thi công cáp này các bạn là nói chung là dầm đi xong, sàn đi xong thì bên cáp sẽ đi, tại vì cáp nằm ở chính giữa của hai lớp thép sàn. Đi được phương ngang hết rồi. Còn phương dọc nó chắc đi xong. Em anh em làm xong rồi mệt rồi cũng ngồi nghỉ ngơi. Đây cũng cáp này là cắt xong rồi luồn giống trên này cuộn lại để cẩu lên đây. Đây tại dự án này là dùng cái đầu neo này. Trên thị trường nó có nhiều loại đầu neo. Còn dự án này đang dùng cái đầu neo này. Đầu neo VLM. Đây mọi người, mình sẽ review xung quanh cho các bạn xem cái sàn. Đây thép lớp 1 họ đi. Nói chung làm xong làm tới đâu là anh em cũng có người dọn dẹp với quét cho nó sạch cái sàn các bạn. Còn những cái sợi kẽm đó mà còn là do anh em nó đang rải cáp á, khi mà rải cáp ra trong cái cuộn đó là nó còn một chữ kẽm á, rồi khi mà lăn ra để rải á, thì anh em cắt cái kẽm ra. Thì cuối buổi là anh em nó làm xong rồi nó cũng đi gom thu gom lại, chứ không có để mà cho nó dơ trên sàn. Còn đây là mấy anh em đang làm cái thép cột. Đây mình quay camera ra sao cho các bạn xem nha. Đây là vị trí của John B này các bạn. Hiện tại là dự án này cũng John B này cũng là không có kịp rồi. Tại vì sắp tới lễ rồi. Chắc đổ được cái sàn của John C thôi. Còn cái John A này cũng để qua lễ rồi đổ bê tông.
cái vận chuyển cho cái dự án này á, thì phục vụ bởi bốn cái cầu tháp. Đây, bốn cầu tháp đặt ở bốn góc của cái xưởng 12 này. Đây, đây cái này. Để làm những cái xưởng khác thì sẽ bố trí thêm cái cẩu. Đây, anh em đang trải cáp để mình làm, mình quay vô cho các bạn xem. Đập mạnh xuống nó đứt không? Đào xuống mệt quá à. Lúc mà chạy tiến độ anh em đập làm ra chạy. Đâu cắt đâu. Cái bát cửa đây là định vị cái tháp gia cường lại, rồi anh em mới đưa cái đầu chết vô. Tại đã đặt xong đồ chết vào cái lồng lọc thép này rồi. Đặt xong rồi nó tương đương giống cái này nè các bạn. Mã này xong rồi thì anh em sẽ cột lại đúng cho nó đúng cao độ. Đây, và tiếp theo là cái anh em cứ lắp những cái cuộn cáp khác. Ủa cái phương ít như mình xong hết luôn hả? Đúng anh? Phương ngang xong hết rồi đúng không Vương?
con đường nữa hả? À con đường, đường ngay chỗ này. Còn cái dầm bên kia hình như cũng có cáp đúng không Vương? Dầm kia có cáp không? Vậy cái đó là lắp sau à? Ờ thì nó xe vậy ha. Cái này chắc cũng mấy trăm ký, nặng thép. Đây cái này cáp trần này các bạn, cáp trần rồi nó cáp nó nằm trong ghen, cái cáp trần này để luồn vô trong cái đường dập. Đây khi lắp đặt xong cái đường cáp này các bạn, rồi anh em mới đưa mấy cái đầu cáp tinh này nữa các bạn, lắp đặt vô trong cái này. Đây anh em rải trước. Còn mấy cái lò xo đó là cái thép tăng cường để khi mà mình kéo căng sau khi đổ bê tông thì nó không bị vỡ cái đầu neo. Có nhắc anh em nó rồi. Đây là hình ảnh anh em đang lắp đặt cáp các bạn. Nó như cái ô này các bạn, lắp cái cáp phương X phương Y xong rồi làm gì là đã gọi là lắp xong. Rồi như thế này là lắp cái đầu neo vô. Rồi xong rồi là có thể đi cái xong rồi hoàn thiện cao độ lại là xong. Còn cái nguyên lý mà đi về cái cáp này á thì nó đi giống cái giống thép luôn. Có nghĩa là ở vị trí gối á, là cái cáp mình nó sẽ nằm ở phía trên, còn ở ngay cái vị trí bụng sàn hoặc là bụng dầm á là cáp nằm ở phía dưới. Nó đi theo cái biểu đồ moment lực đó các bạn. Đây em đang lấy cái đầu neo để nó rải theo những cái đầu cáp để sau khi rải cáp xong rồi lắp vô. Mình chạy đi lòng vòng nãy giờ mình quay cho các bạn xem, thì hiện tại thì mình cũng có việc bận ở ở ngoài cho nên mình sẽ chạy ra ngoài. Thì đây mình chạy ra ngoài, mình cũng quay lại một đoạn cái video mỗi lúc chạy ra ngoài thì mình quay cho các bạn xem. Thì lúc mà mình đi ra đi vô đường nào thì giờ mình đi ra đường đó thôi các bạn. Nói chung là tương đối xa cho nên là mình lấy xe mình đi chạy xe, mà các bạn thấy nó còn lâu á, nó chỉ lội bộ cho cả tiếng đồng hồ mới đi ra được tới ngoài đường. Chạy một cái nhịp này không nó khoảng 8 mét này mà quá trời cột luôn.
đây là những cái vật tư để mà đi tầm dự án. Còn đây là những cái chốt bảo vệ. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có cái góp ý gì thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.